Thưa quý vị khán giả, đối với những người khỏe mạnh bình thường thì 4 năm là khoảng thời gian không quá dài. Thế nhưng đối với những ai đang chẳng may đeo mang bệnh tật, phải từng ngày từng giờ chống chọi với những cơn đau nhức, co giật trong tâm trạng xót thương cho những người thân của mình, đang phải tất bật trước bước đường mưu sinh như bà Phùng Thị Mai, ngụ ở ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, thì đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng với biết bao nỗi buồn tuổi trước bệnh tật và nỗi khốn cùng của gia đình. Qua lá thư gửi về cho chương trình, chúng tôi được biết hiện tại hoàn cảnh của gia đình bà Mai đang gặp rất nhiều những khó khăn. Chính như vậy mà ngày hôm nay, anh Thơ xin mời quý vị khán giả cùng đến thăm để tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của gia đình này. Tìm thăm bà Phùng Thị Mai trong ngày trời se lạnh, chúng tôi cảm nhận đâu đây sự cô đơn quạnh quẽ đang dây lấy cuộc sống khó nghèo của gia đình này. Chính lần bất cẩn trượt chân té cách đây hơn 4 năm đã lấy đi sức dốc của người vợ, người mẹ trước đây đã từng lam lũ với những công việc cắt lúa, gánh dưa để chăm lo cuộc sống gia đình. Trong suy nghĩ của bà, giờ chỉ còn là những ký ức lập lờ khi quên khi nhớ do phần não bị chấn thương nặng. Sự sống leo lét từng ngày như ngọn đèn trước gió. Cách duy nhất giúp bà vượt qua cơn thập tử nhất sinh là đem phần sọ ra ngoài nuôi dưỡng. Di chứng từ căn bệnh tai biến khiến bà đối mặt với muôn vàn khó khăn trong sinh hoạt, cả những cơn co giật vẫn thường xuyên xảy ra. Đằng đẵng trong nỗi đau bệnh tật, với bà Mai giờ đây, chiếc giường nhỏ chật chội là khoảng trời duy nhất mà bà có được. Và không ít lần, đó lại là nơi ghi dấu những giọt nước mắt âm thầm của người vợ, người mẹ trong bao đêm dài lặng lẽ. Bên từng viên thuốc đắng, bà vẫn gửi vào đó chút hy vọng mong manh cho sức khỏe của mình. Nhưng liệu rồi, ước mơ đó có thành hiện thực khi số tiền ghép sọ vẫn là bài toán chưa tìm được lời đáp. Dạ, con chào cô. Dạ. Dạ, con là anh Thơ, đến từ chương trình Trái Tim Nhân Ái của đài truyền hình Vĩnh Long. Dạ, con cũng có biết sơ qua về bệnh tình của mình á. Dạ. Con biết là cô thì thường hay bị co giật giống như là động kinh đó, đúng không cô? Dạ. Rồi dạo gần đây thì cái tình trạng co giật đó còn diễn ra thường xuyên không cô? Còn mới không vậy đó, bao ngày nay nè. Thông thường là bao lâu là mình bị co giật một lần hả cô? Ở chừng 10 bữa nữa, tháng không chừng, tháng không chừng. Đi bệnh viện gì á thì cũng thấy không có gì, mà sao tự nhiên là nó giật gì mình cũng không biết. Nhưng mà lúc trước đó là lý do vì sao mình đi bệnh viện hả cô? Tự nhiên đi tiểu vô cái đầu nó chóng mặt, cái đầu ngã luôn vậy nè. Dạ. Rồi chở ra bệnh viện Tân Hồng rồi cái đầu này chuyển luôn chứ không nghỉ luôn. Lúc đó là mình giống như là mình bị tai biến hả cô? Dạ. Lúc đó thì khi mình về á là cô có thể ngồi được lên không? Đi tới cấp đi luôn. Mới đi về á thì đi không được, mà có ngồi á ngồi được. Trước đây thì cô phải lấy cái hộp sọ ra để mà nuôi ở ngoài. Bây giờ là cái hộp sọ đó đã được ghép vô lại chưa cô? Chưa ơi. Như từ đó giờ là khoảng là gần 4 năm rồi đúng không? 4 năm rồi đó, mãn hạn thì bỏ. Mà cô không biết có thời nào lâu rồi là được mà lắp luật hợp sọ vô đâu. Nhưng mà tại sao mà chưa tới thời điểm hiện tại luôn, gia đình mình vẫn không cố gắng thu xếp hay là mình chạy vậy để hỏi tiền để mà tìm cách đi lắp lại hộp sọ cho cô? Còn quá chèn nhiều rồi, bây giờ số tiền mình không có, ruộng nương mình cũng không có, nên là bằng ngày có thằng Tịnh tội nghiệp nó đi gánh dưa đó, ngày nó gánh một gánh 70-80 kg không, gánh ngày nào ăn trăm cho mấy gì hết trơn ngày nấy, mà bây giờ nó đau rồi, thêm nó đau là bị phổi nữa rồi đó, thì gần cả tháng nay với bệnh viện chưa có gì nữa. Như cô thì bây giờ chú cũng không thể nào để cô ở lại một mình được. Dạ. Nên là phải túc trực chăm sóc cho cô, mà anh Tịnh bây giờ ở bệnh viện có một mình thôi. Dạ. Rồi cô nằm ở nhà vậy có lo lắng cho con trai của mình ở bệnh viện nhiều không cô? Lo lắm chứ. Khóc. Thấy nó có yêu mình thì thương nó. Khổ lắm cô ơi. Điều quan trọng là bây giờ cô ráng giữ gìn sức khỏe. Dạ, chào cô. Dạ, con chào chú. Có cô Thơ ở dưới cái tìm nhân ái với mấy chú lên. Chú
ơi, con có nghe cô nói á là anh Tịnh nằm ở bệnh viện gần nửa tháng nay rồi hả chú? Dạ. Rồi bây giờ sức khỏe của anh sao rồi hả chú? Đi xuống dưới để mà CT phổi đó. Dạ. Nhưng mà bác sĩ thì cũng chưa cho biết gì. Cái khoảng thời gian đầu á thì nó phát bệnh như thế nào hả chú? Thời gian đầu thì nó cũng đi bằng mướn ngày đó. Dạ. Đi bằng mướn ngày về thì cũng than là đói. Đói rồi cũng sốt. Lói sốt rồi có khuyên nó thôi giờ đi khám đi rằng mà coi sao rồi thuốc men đâu đi, thì nó nói nó sợ. Đây rồi khám rồi bệnh nhiều rồi không biết sao, rồi mẹ bệnh rồi giờ con bệnh nữa không biết sao. Lúc đó thì anh làm công việc gì hả chú? Thì ở đây thì có giác lúa, dạ, rồi gánh dưa, rồi bằng mướn ngày. Ngoài anh Tịnh đi làm để mà kiếm tiền để mà lo chính ở trong nhà ra, thì chú còn làm được việc gì khác sau khi đã chăm sóc cho cô không chú? Nhà cũng có mở giá xe, sửa xe đạp rồi đó. À, ở trước nhà con thấy là có cái dụng cụ mà để bơm đó là của chú hả chú? Dạ. Dạ. Thì mình cũng không có biết là làm cái gì nhiều, nhưng mà giá rồi sửa xe đạp rồi để mà kiếm tiền chi phí hàng ngày. Rồi khi gia đình con dâu mà nó đi rồi thì nhà không ai giữ bãi đi. Dạ. Ra tôi mới về mới giá xe rồi kiếm dạ. sống hàng ngày. Khi nhìn lại gia đình của mình, thấy con trai của mình vất vả lo cho cha mẹ, ngay cả sức khỏe của mình cũng không để ý tới, cốt là để kiếm tiền để lo cho gia đình của mình thôi, mà bây giờ ngay cả cái hạnh phúc riêng cũng vì cuộc sống khó khăn quá mà cũng bị dang dở nữa. Dạ. Khi thấy cái cuộc sống riêng của con trai mình như vậy thì chú suy nghĩ như thế nào hả chú? Mình cũng buồn lắm rồi, nhưng mà giờ hoàn cảnh của mình rồi, tại vì mẹ nó là bệnh hoạn vậy đó, mình phải chịu thôi. Thì cũng có cái hướng tới đây thì nó về thì để cho nó dưỡng bệnh, bởi vì bệnh này nghe nó nói đó là nó phải trị trong 8 tháng. Chắc tôi cũng xin đi vô làm thủy nông á. Dạ. Là thủy nông khui nước lợi để mà cho nó ở nhà, để mà nó giữ mẹ nó dưỡng bệnh luôn. Mà hai nữa tôi cũng có mang cái bệnh phổi nữa. Dạ. Bệnh phổi ra chích nay được 4-5 năm nay rồi. Thì chích phổi hết rồi, nay cũng sức khỏe cũng không được tốt không. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gian khổ cuộc đời không nặng gánh bằng cha. Từ ngày vợ con lâm bệnh, gánh áo cơm thêm chất nặng trên đôi vai ông Nguyễn Hoàng Ơn. Ở tuổi 60, người chồng người cha này vẫn lặn lội với những công việc làm thuê, cố kiếm chút thu nhập để trang trải thuốc men cho vợ. Cùng nhau bước qua bên kia con dốc cuộc đời, chính ông là điểm tựa vững chắc cho bà vượt qua nỗi lo bệnh tật và khó nghèo thiếu thốn. Giấu đi bao lo âu như để tiếp thêm niềm tin cho gia đình vượt qua cơn khốn khó. Vậy nhưng tận sâu trong đáy lòng, ông Ơn vẫn chưa thôi trăn trở về khoản tiền ghép sọ cho vợ và điều trị bệnh cho con. Sẽ đi về đâu giữa đau ốm nợ nần, và đâu sẽ là chốn dừng chân cho ba con người khi mái nhà rồi đây sẽ không do mình làm chủ. Mùa trên những cánh đồng xa, đôi tay vẫn chăm chỉ làm việc chăm lo cho cuộc sống. Gương mặt hằn sâu những vết nhăn nhưng vẫn chan chứa yêu thương và hy vọng cho một tương lai tươi sáng của gia đình. Dòng quay đời nghèo vẫn xoay đều trên mái đầu nhiều sợi bạc. Thế nhưng bằng chính đôi tay chai sần lam lũ, ông Ơn đang cố níu gia đình ra khỏi những gian nan thiếu thốn. Thu nhập bấp bênh từ công việc sửa xe chỉ đủ xoay sở mắm muối trong nhà. Vậy nhưng hơn tất cả, đó là sự cố gắng không ngừng của ông để chăm lo cho mái nhà nhỏ. Một ngày khép lại với những công việc không tên, bên chiếc giường nhỏ quen thuộc, ông Ơn lại cẩn thận chăm sóc cho người bạn đời cùng chung khổ cực. Dưới mái lá đơn sơ này, tin rằng chính tình thương và sự nỗ lực không ngừng của tất cả mọi người, gió dông cuộc đời sẽ qua đi, nhường chỗ cho chuỗi ngày tươi đẹp.
Như hồi nãy cô nói là nhà mình không có đất đai gì để canh tác hết đúng không chú? Dạ không có đất. Vậy là mình chỉ có một cái mảnh đất là cái nhà mình đang ở thôi đúng không chú? Cái mảnh đất này thì giờ cái tiến dân cư này nhà nước cũng mới vừa bán để trả chậm á. Dạ. Bán trả chậm rồi mình thuộc về cái phần hộ nghèo thành ra đưa ra đây ở đây để mà ở vậy chứ chồng chú biết chừng nào mà hay là có tiền để mà trả cho nhà nước. Như cái miếng đất này mình nợ nhà nước bao nhiêu hả chú? Dạ cái nền thì 35 triệu. Dạ. Còn cái nhà thì 20 triệu. Cái nhà dạ, hồi nãy khi mà con vô thì con cũng thấy có một phần yên tâm khi mà thấy nhà của mình á thì cũng được là xây một phần là tường. Dạ. Nhưng mà cũng chỉ một phần thôi, còn phần còn lại thì vẫn là lá với lại tôn. Đâu ngờ đâu là nhà này là mình cũng nợ nhà nước gần 60 triệu rồi. Dạ. Rồi chú có hỏi chính quyền địa phương xem thử là cái thời hạn khi nào thì mình phải trả nợ cho nhà nước không chú? Cái thời hạn thì mình ở 5 năm. Dạ. Mình ở 5 năm thì bắt đầu trả dần cho nhà nước á. Dạ. Bây giờ trong gia đình mình không có người trụ cột để mà kiếm ra thu nhập. Cô thì bệnh vẫn còn thuốc thang hàng ngày. Anh Tịnh thì nằm ở bệnh viện, tiền bạc vẫn phải xoay sở từng đồng một. Nợ nhà nước, khả năng mà nhà cửa không còn để ở thì đang rình rập ở phía trước. Thời hạn cuối cùng là 5 năm để ghép hộp sọ cho cô cũng kề ngay trước mặt rồi. Nếu như mà bây giờ được hỗ trợ một số tiền thì chú nghĩ là chú sẽ ưu tiên việc gì trước hả chú? Dạ cái trước mắt thì giờ hỗ trợ số tiền thì cũng đi một là ráp hộp sọ, hai nữa thì lo cái bệnh cho con á. Dạ. Cho nó thật mạnh để mà sau này cái tương lai nó có để nó lo giúp cho gia đình. Có đến gia đình của mình gặp gỡ trực tiếp cô chú để lắng nghe câu chuyện về gia đình mình thì con mới có thể biết hết được tất cả những cái khó khăn mà gia đình mình đã phải đối diện trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì con biết nói gì hơn, con chỉ xin cầu chúc cho tất cả các thành viên trong gia đình mình, đặc biệt là chú, có một sức khỏe thật là tốt để chú có thể làm chỗ dựa tinh thần cho cô, cho anh Tịnh sớm vượt qua bệnh tật để rồi cùng nhau vượt qua tất cả những cái khó khăn. Thưa quý vị khán giả, một mái nhà ba con người hai thế hệ, không nghề nghiệp, không đất đai canh tác, quanh năm làm lũ, chỉ biết dùng sức dốc của mình để đổi lấy chén cơm manh áo. Một việc tưởng chừng như không hề dễ dàng. Ấy vậy mà giờ đây, gia đình này lại đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Khi thời hạn lắp ghép hộp sọ cho cô Mai sắp hết, anh Tịnh vốn trước đây là người trụ cột trong gia đình, thì gần nửa tháng qua lại đang phải đối mặt với căn bệnh viêm phổi trong tình trạng nguy cấp. Với mong mỏi kịp thời san sẻ những khó khăn của gia đình cô Mai hiện tại, đơn vị tài trợ của chương trình là tập đoàn Hoa Sen cùng nhãn hàng Tôn Hoa Sen và cũng chính là đơn vị đồng hành cùng chương trình Trái Tim Nhân Ái sẽ hỗ trợ cho gia đình số tiền là 10 triệu đồng. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Cường, giám đốc chi nhánh Tam Nông sẽ đại diện đơn vị tài trợ trao cho gia đình số tiền hỗ trợ này. Xin mời ông ạ. Sau đây anh Thơ sẽ được thay mặt bà con kiều bào đã sinh sống tại nước ngoài trao cho gia đình số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng. Để giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn, ông bà Liên Giang Quê và ông John Goodman ngồi tại Minnesota, Hoa Kỳ hỗ trợ thêm cho gia đình số tiền là 8 triệu đồng. Dạ thưa quý vị, ngày hôm nay bên cạnh những sự hỗ trợ từ chương trình Trái Tim Nhân Ái thì phía chính quyền địa phương cũng như là bà con sẽ có thêm những sự hỗ trợ thiết thực để giúp cho gia đình cô Mai sớm vượt qua khó khăn. Đầu tiên là phía chính quyền địa phương, chúng tôi xin mời ạ. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn Đài Truyền hình Vĩnh Long tài trợ chương trình và chính quyền địa phương đến đây để giúp đỡ cho gia đình tôi được ráp sọ cho vợ tôi và trị bệnh cho con tôi. Thưa quý vị khán giả, anh Thơ xin được thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, bà con kiều bào đã sinh sống tại nước ngoài, các đơn vị tài trợ, đặc biệt là đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chương trình Trái Tim Nhân Ái là tập đoàn Hoa Sen cùng nhãn hàng Tôn Hoa Sen. Xin chân thành cảm ơn đại diện chính quyền địa phương, bà con lối xóm đã có những sự hỗ trợ rất thiết thực và kịp thời dành cho gia đình của cô Mai. Và chúng tôi cũng rất hy vọng quý vị khán giả xem đài gần xa sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ để giúp gia đình cô Mai
sớm vượt qua khó khăn. Quý vị khán giả có lòng hảo tâm muốn hỗ trợ cho gia đình cô Mai, vui lòng liên hệ theo địa chỉ cô Phùng Thị Mai, ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Hoặc là quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chương trình Trái Tim Nhân Ái, Đài Truyền Hình Vĩnh Long, số 50 Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, điện thoại 070-6250-555. Còn bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị khán giả cùng ghé thăm lại một lần nữa một hộ gia đình đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình Trái Tim Nhân Ái trong thời gian trước. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại Nguyệt Hằng đang có mặt tại xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để thăm lại gia đình của chị Bùi Thị Hoa, một nhân vật của chương trình Trái Tim Nhân Ái. Chị Hoa bị bệnh suy thận mãn và tai biến, còn con gái nhỏ của chị thì bị bệnh lupus ban đỏ. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của anh Vũ là chồng chị Hoa. Và sau hơn một năm trở lại thăm gia đình thì Nguyệt Hằng rất xúc động khi biết rằng chị Hoa đã qua đời và con gái nhỏ của chị thì sức khỏe không được ổn định. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với gia đình của chị Hoa nhé. Lúc mà chương trình Trái Tim Nhân Ái tìm đến để mà giúp đỡ á, thì khi đó thì anh đã đưa chị đi lên thành phố để mà điều trị bệnh như thế nào hả anh? Thì bệnh tinh chờ gãy á, rồi bắt đầu về tới đây rồi chạy thận luôn, tai biến rồi tới bệnh thận nữa, rồi chạy thời gian rồi nó mệt mỏi chết. Bé Quyền nè, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 20 tuổi. Em còn đi học không? Dạ em nghỉ rồi, em bệnh em nghỉ. Hiện tại thì em thấy là cơ thể mình nó sức khỏe mình như thế nào? Dạ em nhờ có số tiền mà chương trình đó tài trợ, em có tiền lên phố tái khám bệnh thuốc hàng tháng cho nên em khỏe hơn lúc trước. Dạ em lúc gài tòi lập đông lạnh đó, bị đau nhất tùm lum hết thôi. Còn những cái sinh hoạt hàng ngày ở mình có làm được hay không hay là cha làm cho em? Không, cha làm hết. Lúc mà chương trình Trái Tim Nhân Ái đến giúp đỡ cho chị Hoa thì khi đó là mình nhận được bao nhiêu tiền hả anh? Đó thì Vĩnh Long xứng được 30 triệu. Dạ. Sau này con sẽ coi rảnh được ba mấy triệu nữa. Anh ơi, bé Quy năm nay là nó học lớp mấy hả anh? Năm nay học lớp 10. Dạ. Rồi nó sức khỏe nó sao hả anh? Sức khỏe nó cũng yếu. Hôm đó kỳ đó là bị suy dinh dưỡng á. Em thấy là bây giờ thì anh phải ở nhà để mà chăm sóc cho bé Quyền. Rồi mình có trồng trọt hay là chăn nuôi gì thêm không anh? Có mấy cái dừa đó, bán tháng bán được 100 mấy ngàn. Có trồng mấy cái chanh đó ở nhà nuôi ba con bệnh. Trồng mấy chanh nó đang có tái, mấy bộ tái chưa hay được. Anh Vũ ơi, ngày hôm nay khi mà đến thăm gia đình á, thì em thấy là hoàn cảnh gia đình của mình còn rất là nhiều khó khăn. Và nhất là sức khỏe của bé Quyền cần phải có sự điều trị lâu dài thường xuyên hơn. Cho nên để tiếp thêm cho gia đình của mình sức mạnh đó, thì em cũng muốn gửi đến cho anh số tiền là 500 đô la Mỹ của khán giả kiều bào đang sinh sống tại Hoa Kỳ, tương đương với hơn 10 triệu đồng, và 100 ngàn của khán giả xem đài trong nước ủng hộ. Số tiền này để giúp cho anh có điều kiện để mà điều trị bệnh cho bé Quyền cũng như là lo cho bé Quy được ăn học đến nơi đến chốn. Rồi em gửi đến cho anh số tiền này. Cảm ơn Đài Truyền Hình Vĩnh Long, cảm ơn kiều bào đưa tôi số tiền để trị bệnh cho đứa con. Bà nằm dài với từng nhịp thở khó nhọc bởi căn bệnh hở van tim hành hạ. Người đàn ông nghèo vẫn từng ngày bươn chải trong cảnh gà trống nuôi con. 60 tuổi, bà Đắc vẫn thay con chèo chống gia đình qua cuộc mưu sinh vất vả. Để rồi con số hơn 150 triệu đồng phẫu thuật tim cho con mãi là bài toán khó. Dựng đứa trẻ bơ vơ thiếu vắng tình thương của mẹ, tương lai các em sẽ ra sao nếu không còn cha cận kề chăm sóc? Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Trần Văn Hòa có điều kiện phẫu thuật tim, xin vui lòng liên hệ địa chỉ anh Trần Văn Hòa, ấp 3, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, hoặc chương trình Trái Tim Nhân Ái, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng. Tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nói bao giấc mơ. Vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu. Trái tim nhân ái chắc cánh ước mơ.
và xin cho những ước mơ cháy bồng. Tương lai đang chờ em ơi, những ánh mắt nói bao giấc mơ. Vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái. Chấp cơ.